rau dền cơm, bao, 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 ờ, dền, 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 cù, cù. Biết ta nói chín giờ là sao biết nó chín? Làm sao biết? Em cũng không biết nữa. Ăn thử là biết liền. Bây giờ mình cảm nhận là nó chín là nó chín. Chưa chín đâu, để xíu. Nhưng mà gỏi thì đâu có cần phải ăn chín đâu đúng không? Lấy cái này chi vậy bà nội? Lấy cái này chi vậy? Dư là 200 ngàn món nè, 200 nè. Cái cảm giác bây giờ giống như là nấu ăn trong vũ trường rồi đó. Nó rất là lạ. Làm gì có dưa leo? Cắt ra. Làm gì có dưa leo? Có dưa leo không? Không, đó. Để ăn thịt đi. Ít thịt quá. Không cần phải làm nữa đâu. Mình thắng rồi anh ạ, mình thắng rồi, không sao đâu. Nét cái đó là cái gì vậy, muối hay là đường vậy? Tự nhiên cái là nhớ mẹ quá.